trợ các bạn trong việc đi xin công việc. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc là làm việc trong xưởng cơ khí chế tạo thiết kế gia công kim loại. Địa điểm làm việc các bạn sẽ là Saitama, thời gian làm việc 8 giờ đến 17 giờ. Mức lương khởi điểm các bạn sẽ từ khoảng 18 cho đến 25 bạn và sẽ được tăng dần theo năng lực của các bạn. Công việc này làm về cơ khí ưu tiên các bạn có kinh nghiệm là hàn chi về làm về gia công cơ khí. Nếu các bạn quan tâm hãy đến buổi sáng 90 cây để hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Hiện tại buổi sáng 90 cây vẫn tổ chức ngày thứ 2, 4, thứ 6 lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi bên mình sẽ giới thiệu từ 30 đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực, các nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc các bạn sẽ hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc, các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các bạn để thắc mắc về visa các bạn sẽ tư vấn cụ thể. Nếu bạn quan tâm liên hệ số điện thoại 03 6206 8058 để tư vấn cụ thể hơn.